Đây này, đây là cái tiêm của BP hôm vừa rồi. Đây là cái chỗ chỗ truyền này, chỗ truyền đấy, và bộ này lông. Thì hôm vừa rồi thì BP bị mệt, cho nên là từ khi BP lười ăn, bố cũng nghi ngờ rồi. Sau đó BP bố cố gắng cho BP ăn những thức ăn hàng ngày BP thích, nhưng BP cũng không thích ăn. Chào buồn vậy. Anh nào? Anh em nào? Sao vậy? Sao? Sao buồn vậy? Sao quán nhỉ? Mình buồn về. Anh chị đi học mà. Mệt à? Không buồn đấy. Nghe nào. Đói bụng à? Đói bụng à? Đói bụng gì? Nó là đồ ăn nhanh nhé. Là chuẩn cơm này cho ăn nhé. Sao vậy? Ngủ à? Ngủ hay sao? Ngủ thì ngủ đi. Ngủ à? Là ăn nhá, mà lại cứ ăn nhá. Cứ một cái nhắn nhá. Hả? Không mà mình buồn này. Này là cơm, này là mang lên cơm. Cơm à? Cơm đi nha. Ấm nhá. Sao vậy? Không cơ. Đó, ăn đi, ăn cơm đấy. Ăn cơm đấy.
tôi đừng cứ cơm ăn chuối nhá. Ba lấy chuối nhá. Từ từ được ba cái đó. Cầm tay nó, tay. Ăn đi. Xúc xúc người kia cho đấy. Cứ ngâm tay đi. Dạ. Chú em ơi. Ăn chuối này ít thế. Sáng ăn bình bao đấy. Chôm chôm ăn. Mệt hay sao vậy? Ăn buồn đấy. Ăn mà buồn đấy. Miếng chuối này. Không ăn vậy. Đấy. Đã bẩn đâu. Dẫn đi. Dẫn đi chuối đi. Nó cái bẩn đó, bẩn đó. Rồi bỏ nó. À không ăn bỏ ra đây. Bỏ ra đi. Nó lên bốc lắm.
Anh đừng cầm tay đi. Anh đừng bốc tay nữa. Con nhìa mà. Con nhìa anh ấy, con nhìa anh ấy này. Con nhìa này anh nhá. Con đừng ăn cho bốc tay đang đấy. Đó, miệng nào nào, con bốc. Bốc tay. Ăn, ăn. Đó. Đó vậy. Đó. 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 Đưa lên và con chuối nó vào cắt chuối nhá. Em buồn đấy. Em đây. Đây. Anh mới cụt ra. Lên đây. Sao? Mà cho Bi lên ngủ đi nhá. Bi lên nghỉ nhá. Nghỉ nhá.
Bây giờ anh chào. Anh chào không á? Tiếp. Anh chào. Tiếp. Đi. Vừa anh chào. Rồi là giải biến nhá. Ta về. Bi. Nó về nào. Mày làm à? Mày là chẳng à? Sao vậy? Mày làm. Bi. Bạn đang chán rồi, bị sao đang chán đấy.
Sao vậy? Bi ơi. Bi. Bi ơi. Bi. Bi ơi. Sao vậy? Bi ơi, Bi, Bi ơi, Bi, Bi ơi, em chào nè, em ngủ đi, ba lại chào lên nha. Như nào bắt đầu chào lên, bắt đầu đi ăn nhé. Để bao xuống này trả lời cho mình nhé. Ngồi xuống, ngồi xuống. 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 Ngồi
Hai lớp ướt đấy. Đi thật. Mình ăn nè. Nè nè, mình ăn nó nè. Ăn sáng không ăn gì đây? Anh em ta tắm mới thấy con này. Này không? Ăn đi thế. Nhớ. 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 Bi. Nhớ. 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 Bi. Nhớ. Ăn. Nhớ. Ăn nha. Sáng giờ chưa ăn gì đó. Đói nào. Nè, đi. Nè. Nè. Nè, sao đấy? Đi nào. Nè. Ừ. Ừ. Nè, đi nào. Nè, sao vậy nè? Sao vậy nè? Nè. Chán như chán thì nè, 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 nè. Mà đi. Nè, nè, em bắt chân. Nè, thầy biết cơ, tự cầm đi, đi tự cầm. Ngồi đây. Nè, đi tự cầm xuống ăn đi. Nè, chú ăn. Ừ, cho con miếng đi. Ừ, tự cầm. Tự cầm. Nè, tự cầm. Tự cầm đi. Ừ. Nè. Nào, nào. Ngon. Nào. Đi. Ngồi đây. Em biết ăn miếng này. Ăn gì không đói. Nè nè. Nè 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 nè. À con nhà đó nè. Thì cứ ngắn cháo ngắn hả? Cứ ngắn là sao? Hả? Ăn à? Hả? Ăn đi. Ăn ngon. Hả? Sao vậy? Hả?
Rồi, ngồi lên đây, đây này. Ăn đi chảo nhá. Ăn đi chảo nhá. Ăn đi chảo. Nè, đi, ăn đi chảo. Nè, 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 ăn đi chảo. Ăn chảo nhá. Nè, đi. Ăn chảo. Nè, đi. Chảo. Uống nữa này. Đây, không qua. Chán, đúng chân nữa. Không ăn không muốn thế nào. Sao vậy? Thế đó. Hả? Nó có ăn không bữa? Hả? Đi mệt à? Đi. À. Sao không nghĩa? Không nghĩa. À, không nghĩa. Không nghĩa, ăn miếng thôi. Chảo mà. Chảo, nào, nào, không nghĩ đấy, nào. Đi. Ăn đi. Đi nào. Lát tay vào đây. Lát nè. Ăn đi. Nào, ăn miếng. Ngon à. Xong ăn rồi. Sao? Sao? Đi mệt à? À, thử ăn một miếng nhá, một miếng này. À, mà một miếng là miếng nhỏ đó, miếng nhỏ đó, miếng nhỏ đó, hai miếng đó, nè, nè, nè. Đừng nói là mình đi tiêu hóa cho mình nhá. Đây, cầm cái dao đây. Đây này, mua đấy, mua đấy. Đây là men tiêu hóa nhé. À, hiểu rồi. Ủa men tiêu hóa. Men tiêu hóa. Bị cầm không? Bị cầm uống đấy. Cầm không? Uống đi. Ừ, thêm tí nữa đi. Ừ.
Thêm rồi, rồi hello everyone. Hiện tại thì Bố đang theo dõi BB, thấy BB vận động chậm hơn và lười ăn hơn. BB không chịu ăn cơm, không ăn trái cây thì ăn một ít thôi. Hiện tại thì Bố là nấu cháo với BB đây, nấu cháo gạo trắng BB để BB ăn, nhưng hiện tại BB cũng không ăn. Tại BB cũng không chịu ăn và BB rất lười nhé, rất lười vận động. Hiện tại thì cũng chưa biết tính thế nào, nếu mà tình như thế này nếu không ổn thì Bố sẽ đưa BB đến bệnh viện. BB sáng nay BB ăn sáng dậy nấu sáng như Suka với chị ăn, nhưng mà BB cũng không ăn bao. Mọi người nói với hai chị ăn nhưng mà không ăn, uống một tí sữa thôi nhưng cũng không ăn gì mấy, trông thương không ăn. Thế tại vì Bố cũng hơi lo lắng cho BB, thật sự rất lo lắng cho BB. Cũng có thể do thay đổi thời tiết ấy, cũng như là thay đổi môi trường sống mới thì làm cho BB chưa thích nghi. Đi ngồi đây này, tí là để ba ấy nhé, để ba ăn. Thế là ba cho BB rửa con người. Nằm luôn nào, đứng ăn cháo thôi, ba cất cháo nhé. Đi nằm xuống đấy đi. Ngồi đây chơi nhá, ba cất cháo nhá.
Thì sau đó bố còn tiếp tục theo dõi thì thấy BB càng ngày càng lười ăn. Thuốc thì cũng bố cho uống một số loại men tiêu hóa hay là các loại nước điện giải. Mình thấy BB không đỡ. Nên là bố sau khi thấy cùng tình hình là một ngày BB không ăn thì bố lo lắng nên bố đưa BB đến bệnh viện khám. Đầu tiên thì bác sĩ đến siêu âm này, siêu âm cho BB cho nên cào hết lông bụng này để siêu âm. Thế toàn bộ lông bụng này BB cào hết để được bác sĩ siêu âm, nhưng mà siêu âm thì bác sĩ cũng không phát hiện ra là bệnh tình như thế nào cả. Nên là bác sĩ quyết định là xét nghiệm máu. Thì xét nghiệm máu thì đây tay này lúc đấy là BB được bác sĩ lấy máu ở đây này, lấy máu đây để lấy làm xét nghiệm. Thì lấy máu để làm xét nghiệm xong thì thấy chỉ số thì cũng sau BB thấy rằng là BB cũng không bị gì. Đó, như loại trái cây này thì bình thường BB ăn rất là thích ăn loại trái cây này, như là quả vải, mận với chuối. Bị con cháo nên dậy ăn trái cây đi. Bị mẹ là nó đi ăn cái chuối nè. Ăn cái chuối sao vậy? Nó thích mận này. Tao đây biến đấy. Sao vậy? Mình đi ăn đi không vậy? Ăn chưa? Ngồi dậy đi. Chuối này. Đây. Sao vậy? Này bên mình mà. Nhá. Nhá. Đi, ăn đi. Hả? Miếng ăn này thịt căng đấy nhỉ. Đúng rồi.
xuống đây nè. Cho qua. Suka ơi. Chị ơi. Suka ơi. Chị đâu? Đấy ba bảo này. Hai con ở nhà nhá. Dạ. Thì bà đưa đi khám cho đi mệt nóng lắm. Nhá. Dạ. Dạ ở nhà. Ở nhà nhá. Dạ. Bà ở nhà, bà đưa đi khám. Này thì nóng số như giống được chưa em? Số giờ này không chịu ăn đâu.
Như đợt trước nó còn ăn cái này cũng chịu ăn. Trước mệt thì nó còn ăn, đợt này mệt không ăn luôn. Cơ muốn ăn, chơi chơi là thôi. Nếu không uống luôn, anh sợ mất nước. Bỏ ăn với lại kiểm tra thì đến 103 độ F thôi. Tính ra là nó thành 40 độ C đó. Gần 40 độ C. Bắt đầu từ hôm nào? Từ hôm nay thôi, hôm nay bắt đầu mới có triệu chứng thôi, sáng ấy xong hôm qua ăn uống bình thường. Ăn uống ít. Sáng mình bao còn ăn nữa. Sáng mình bao còn không ăn. Anh cứ nghĩ là người này có thứ mình bao. Cái ông sửa uống ít. Cứ anh uống cà phê xong rồi lại uống ít nước dứa. Nhưng uống ít lắm. Về nhà cho ăn trái cây không ăn. Cơm không ăn. Bình thường cơm khỏe lắm không ăn cơm. Giờ đến đây kiểu đến bệnh viện là nhìn. Thế đo đi chứ. Bi. Bi. Cái này làm sao nữa rồi?
đi ngay này suốt như bao đợt anh ạ. Mình thấy mình tí nữa đâu giờ tiền nào thì đấy cũng mất rồi, không hỏi đâu. Ngày nào đó buồn mới được. Ba tám được rồi. Nó nhiệt độ bình thường này nó là ba. Ba tám được chứ? Ba tám được ba. Thì này có ba tám bảy không hẳn là sốt. Nó chỉ là do thời tiết. Mm-hmm.
bình thường khoảng mấy ôm thì nó mới tự ăn. Nó còn tùy nữa anh ạ, tại vì bạn này nhà anh nó bị viêm, còn bình thường nếu mà không được tiệt sản thì sao rồi? Hai ngày, một hai ngày là nó ăn lại rồi. Cho nó vào trong phòng đấy ạ, cho cái chuồng nó cho vào trong phòng thả ra. Để đó đấy, thân nhiệt nó thân nhiệt. Ba chín nhỏ đấy. Suy nhược em ơi, không cung cấp được dinh dưỡng nào mình phải suy nhược.
đấy, bố thì cũng hơi lo lắng. Sau đấy là bác sĩ cũng nắm bắt được có cái bệnh án của Bibi ở bệnh viện, cho nên là bác sĩ nói là yêu cầu theo dõi thêm. Và thật mà sau đấy thì bác sĩ truyền đây là vết truyền này. Vết truyền này đây thì Bibi được truyền một ít glucose, một ít muối khoáng. Thì sau khi truyền này thấy Bibi ổn hơn một tí, Bibi về. Thank you.
Thank you.
rồi. Băng lên cái sợi và băng lên rồi nếu mà trường hợp mai mẹ yếu còn xin chút cái sợi yếu mà chưa phát hiện ra bệnh gì, mà không hiểu trang tư duy là bỏ ăn. Chỉ số máu, chỉ số khi siêu âm thì đều không phát hiện ra là BP đang gặp một vấn đề như thế nào. Mà tôi hy vọng sau khi truyền một ít đường và một ít muối thì BP sẽ đỡ hơn. Nếu mà trường hợp ngày mai mà không ổn thì có thể đưa BP quay lại và điều trị ở tại bệnh viện mà BP thường xuyên điều trị ở đây. Chuyên này nhá, nó đứng đứng cạnh, không mệt đâu, chuyên đâu đó, đây đấy, đứng ngay chỗ đấy, đứng ngay. Đấy. Nào. Sao biết cắn đấy, bẩn đâu. Rồi đây này. Đây nè. Đó. Đó. Nào nào không cắn, không cắn. À, 5 người thế đi, 5 người thế đi, vài lần nữa cơ, 35 người nhá. Nhá.
Thôi, con mệt rồi, ra bằng thở dài về. Ừ. Mệt lắm. Ừ. Nằm trong lòng mẹ. Mặt trắng. Ừ. Xong rồi tiến. Năm bắt anh được, anh được mà bắt nóng rồi nhé.
Cái này nó thật nó không hề mình mán đấy nè nè nó mới ăn đấy hả sụt lừa cho mình thấy khăn khăn này là gì ấy thấy khăn khăn nhá
không mệt đâu, ngày nó lập lại vậy. Rồi nhá. Rồi. Không có nhiệt kế nào đâu. Hàm miệng nó, hàm miệng bay rất nhiều, hàm miệng. Ok, mạnh hơn rồi đó. Đấy. Đó, bác còn lịch tay tay cho anh nhé. Ừ. Dạ. Đó đấy, bác gặp đô rồi vậy. Uống thêm nước lên để chống trường hợp mất nước, không ăn không uống về bổ sung. Đây nhé, là thôi nhé. Để đấy thì uống nhé. Khi nằm lại đi ba đi thay quần áo nhé. Làm thế nào? Nhá. Bà đi tắm này, tắm thấy con nào người hôi lắm nhá. Nhá. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Nhá. Ừ. Đó là ngon.
BB thì ăn khoai anh lang này lắm, củ tây mình thích, anh đi một cái khoai đó. Đây là cầm tay à, quyến nỉa nè, hôm nay quyến tâm nỉa nè.
Nên nó bốc nó, thấy không? Ăn đi nó. Ăn bốc. Nó cấm, nó bần bần không? Nó cấm nhẹ. Cầm đây nhả ra đây đó, bí. Nào, không nhả ra đây đâu. Nào, nào, nào. Ngon lên cho thả ra. Mở ra đây. Nào. Thả đây, thả đây đó. Để ba bún đi. Ăn đi, ăn không ăn nhả nó đi. Nhanh nè, ngăn lại thôi nhé. Cũng một vậy nhé.
Chắc mình ăn tí thôi. Như thế này không nhỉ? Không tí nữa, không tí nữa. Người đấy để ba kẹp đô, ba kẹp đô này, mà hơi hay nổ nhá, để ba đi khăn, ba đập bùng, đập bùng đơn, mấy năm xuống đấy. Nổ.
năm rồi, năm rồi xem. Ba chín độ. Thank you.
xem. Quá sáng nhá. Đây là à, đi vào đồng đội á. Đây là bạc cát, đây là bạc cát. Rồi rồi, từ 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 từ. Cấp đau cấp lên đâu. Có kiểu ăn làm ấy. Ăn thôi nhá. Ăn nhá. Ăn thôi. Ừ. Thì anh nhỏ. Nhỏ, nó nè. Chuối. Ăn chuối nhá. Đó. Đó. Đèn nho nhớ. Ba con nhớ. Mới đấy, mới ngồi chứ, mới chứ. Nè, nè, nè. Nè, đừng bao cái đấy nào, để đấy nào. Tí nữa còn đi bác sĩ nào. Em nhau kiểu lạ vậy. Hả? Em nhau kiểu lạ vậy.
Biết lắm. Em hiểu vậy. Bạn bị cầm bị đau tay rồi. Nói bạn đi đó. Nói nó cầm tay đấy. Nghe không anh à? Ba là cho mình cơm nhé. Ăn cơm nhé. Ăn cơm nhé. Ngồi đây. Nó âm nhẹ nè, đừng nghe thế. Âm nhẹ nè. Nó đừng nhẹ ra đấy, anh thấy đừng nhẹ ra đấy. Ngăn à? Ngăn là cũng nhớ. Đưa lên đấy, lên thì ba gặp đôi nhé. Mình ăn hơi yếu. Sao vậy? Đi, sao không vậy? Hôm sau BB đưa đến khám lại thì Bibi cũng sáng để bố cho ăn thì thấy Bibi vẫn ăn. Tại sao bố đưa Bibi đi khám lại thì Bibi ổn hơn rất nhiều. Bác sĩ bảo là phải theo dõi thêm. Thì trường hợp của Bibi cũng trường hợp khá là đặc biệt. Đấy.
cố đi ra bệnh viện để khám lại thấy BP vẫn còn sốt, với thì ăn uống thì chưa được khỏe hẳn, ăn uống một ít. Để cho BP đi khám lại nữa được để xem là liệu chỉ số về đã ổn chưa. Nhưng BP có nhanh hơn một tí. Hôm ngày hôm qua thì BP đỡ gần đêm mình có một cơn nóng 39-40 độ, nóng vừa đó. Ăn sáng ăn đi, buồn buồn. Bao nhiêu độ? Vừa rồi em kiểm tra nhiệt độ lại nhà. Có, anh kiểm tra rồi. Là mình mới kiểm tra sớm không? Không phải kiểm tra lại. Nhiệt độ của bé là 39 độ. À đâu, sáng nay là 38 rồi mấy nhá. Tầm mát như đồ mát rồi. Đêm qua hơi nóng luôn. Không có phần buồn. Ăn thì ăn uống thì buồn thôi. Nó còn nhanh mặt thì tinh hơn thế. Trời ơi. Thì mình còn chó kia sợ. Người mát mát rồi. Mát hơn rồi. Em còn chưa ăn nhiều. Cái này thì em chỉ có chỗ ở nhà thôi. Mà nếu trường hợp bạn không ăn như gì đấy thì mới phải đi ra cái trường. Làm này thì mình vẫn phủ nhà. Không sốt thì không sao. Có cần phải siêu mấy xét nghiệm máu này đấy. Cái này xét nghiệm thì mới xét nghiệm hôm qua anh ạ. Anh ở đây này. Chỉ số máu hôm qua thì không có gì được. Không có gì gì. Nào đi. Nghỉ quá. Nghỉ thành nhanh rồi đó, nhanh rồi là mừng rồi đó. Thế hôm nay cô tháo ven nha. Yeah, ven nha. Thôi về nhà ta chăm sóc thêm nhà nha. Ở ven nha. Ừ. Ở ven nha. Tem đồng ý nha. Ở ven nha. Ở đây. Đồng ý không? Người ta ôm ngủ cả đêm là cánh ra nha. Anh cởi áo ra là anh làm. Trời này cũng không cần thiết để mặc quần áo. Không, mà tại vì nhà có điều hòa, sửa lạnh, phải đêm lạnh. Thế là mình bật điều hòa 24 hay thử ạ? Vì không khí ngoài này sẽ ô nhiễm. Điều hòa anh đang bật bao nhiêu độ ạ? Anh đang bật 26 độ. Anh hai đấy. Thôi, không tập quay hả? Thì cô tháo ra nhé. Đi nhá, đi đồng ý không? Đi đồng ý cho cô vào bên. Đồng ý nhá, đồng ý nhá, không sợ nhá. Đây cô tháo ra dễ chịu nhá. Nào, đừng sợ. Đừng đi. Nào. Không sợ nhá. Mạnh mẽ nào. Sao đâu, bình thường. Xong rồi, mạnh mẽ chứ. Mình sợ. Ôi, làm thế. Ôi, đừng. Ôi, đừng. Đừng đủ. Cô có đủ rồi. Đừng về. Cầm miếng nhỏ thôi. Đây. Thế là ăn hết chưa? À, ở nhà lại con ăn đấy mà nhỏ. Thế là ăn hết chưa? Ôi, bệnh. Cái gì đấy? Ra đây sao lại ăn khỏe thế nhỉ? Làm đi. Chị quay lại đi xem em và nhà ăn ít thế này đấy. Ok, ăn từ từ đấy.
À, mấy hôm ở trong quê là ăn đu đủ nhiều lắm. Cái đu đủ rồi. Bánh ngô nhá. Nhá, cô cho ăn đu đủ em không được trêu nha. Ui, có hạt đâu em. Hạt này chữ nữa. Vâng. Chuyện gì á, bạn chị mà còn ngoan đó. Đến nữa nha. Thế từ từ ăn thì thôi. Ăn nhiều sợ đấy. Na. Đừng đánh cơ. Đây cho mình bé này để nốt nha. Na. Đi. Đâu ơi, nguyên một thủng á. Cơm mình thích ăn lắm mà không ăn cơm. Trong nhà nó cái cùi á. Cái đỏ mà ăn. Cái đỏ mà ăn. Đều thật đó. Đấy, này thấy chưa? Đang nhà cái đang trắng nhá. Cái cùi trắng là lựa chọn ạ. Lựa chọn đồ ngọt ăn hay khô đó. Thôi không đánh. Cứ hiểu đang ăn thì bố lại đòi lại. Nha, nó đánh. Băng nhân xíu nữa thì em cho cái cùi nó cho băng lên đấy là được rồi. Chào chào các cô nha. Đi về nha. Về dập tay nè. Đẹp tay. Ừ. Về nha. Về nhà theo dõi nhé. Nhé. Về nhà theo dõi nhé. Theo dõi. Mày. Được rồi. Chán. Ở đây thì ăn đu đủ à. Được rồi. Để tí nó về mua đu đủ cho bí nhé. Bác vào chỗ nào bán đu đủ. Ăn đu đủ mà ướt lưng bò ra đây. Vậy thì ăn nhà cũng ăn nhưng mà đến đây lại xin đu đủ các cô ăn rất là ngon miệng. Có về một món đu đủ bí ăn nhá. Rồi đó, ăn thế nha. Ngồi đây.
ăn anh à? Vâng, để sang bên đi. Hả? Để sang bên đi à? Để sang bên đi ra đây. Hôm ra mình quên em đi đi ốm em cứ chụp gọi em. Em đi xa rồi. Đi đi lên xanh rồi. Em mới tay nhiều đấy. Em đi không hiểu sao luôn mệt. Mệt. Em cảm ơn anh không ăn được gì mà. Lấy ông Huy nó không ăn. Ăn đi tay rồi ăn một cơm không ăn. Chúng ấy làm cái cây lên cho Bibi ăn nhé. Thế ngồi đấy nhá, ngồi cái cây này. Đấy, ngồi cái cây nhé. Nha. Đây còn cái cây thích nhé. Đấy, xoài này. Cái non này. Đấy, để xoài ăn nhé. Bibi ở đấy nhá. Ngồi chơi với mẹ làm anh nhá. Bây giờ về nhà nhá. Về nhà tích cây nhỉ? Theo như thế nào? Để cho các cái giấy phẩm lên đây nhá. Ngồi đây chơi đi. Chuyện một xíu này nhá. Xíu nữa ba cái trái cây cho đi ăn. À, lâu rồi không gặp Bi. Bi ở nhà bà chơi vui không? Chị thấy mấy nay Bi không ăn được gì ấy. Cố ăn nhé, cố ăn uống chút nó khỏe nhé. À. Kiểm tra sức khỏe à? Chị khỏe á? À. Ôi trời ơi, thương thế. Vâng chị à? Mày không? Nãy giờ vẫn cứ ngủ. Chị thấy ba con mà đi. À. Tiền gì đấy? Ừ. Khỏe mạnh lại thì còn đi chơi tiếp. Ăn uống cố lên nhé. Thấy không? Hoa này mang ý nghĩa là chúc Bi mau chóng khỏe mạnh đấy. Bi phải khỏe nhé. Ôi, đừng. Rất nhiều. Quả này rất là ngọt. Vui à? Gặp mẹ là anh em vui à? Hả? Cảm ơn tí cây đi. Để mình làm cái Bi đi. Để cắt chơi cắt táo cho Bi này. Táo lên tổ chức con chuột này. Đấy, bây giờ ơi, bây giờ ơi. Sao hôm nay có vẻ nhanh nhẹn hơn nhỉ? Hả? Ai cho Bi nhỉ? Đây. Ê, đi cầm nhìn đấy. Nè đây. Đi cầm nhìn lại nhé. Em bật đi táo. Rồi đây nhá. Cảm ơn táo. Nó để đánh cắt thành nó nhé. Em ăn đi. Cho Bi nghỉ. Nhiên tám. Bắt đầu. Sinh long bình thường ăn không phải lắm. Đúng ăn thích long à. Nó bật. Nó bật đỏ. Bật dây ra đây rồi. Ngon không? Lấy không? Mày lấy không? Ngon, cái gì vậy? Cái gì vậy?
Bình thường Thanh Long đi ăn giỏi lắm. Xem ăn một tí thế thôi, tí nữa lại không ăn. Không hiểu tại sao nhé. Đấy. Bình thường ăn thì giỏi lắm. Ăn ít rồi. Không ăn. Ăn rất ít. Không ăn gì thì sao? Vài ngọt thế không ăn. Ăn thịt tạp đi. Ba mình. Đây. Chủ ăn. Chủ ăn. Để ba bác con em mới. Cái cơm là của anh, cơm của anh, đây là cơm này, bỏ cái này. Em rất buồn đấy, em buồn lắm. Đây, cái tay này. Đó, nước, nước. Mình ăn rất là giỏi nhưng mà giờ ăn chậm. Ừ, ăn chậm, không chịu ăn. Em bắt đầu rơi chán rồi. Kêu ăn vải ngọt thế này mà không ăn. Anh đi mà không hiểu sao nhưng hôm nay đi bệnh viện về á, sáng bệnh viện đi viêm, đến đây thấy quả đu đủ đi đi ăn nhiều lắm, ăn còn nguyên một miếng đu đủ to mà ăn như ở đói á, chạy rồi sao hôm nay thế là đi thì đi quả đu đủ sao mà đi qua nó. Đu đủ nhà bà ăn nhiều, nhà bà có cái đu đủ ngon lắm. Đi đi hay thu hoạch. Ăn như ăn buồn nhỉ, như ăn. Chậm thật. Mình thường ăn ngay bây giờ. Đấy. Đấy, không ăn. Thấy không? Sao vậy? Mệt à? Mệt thì sao rồi? Đấy, nhà nó đấy rồi. Nhiều cái sạch này, tay này, tay này, tay lên đây, đấy, bắt đầu nhả ra đó. Hả? Sao đi? Hả? Hả? Nhiều ăn nữa. Họ chịu ở đâu rồi? Họ chịu ở đâu rồi? Ngày 16 thế này. Nè, mấy chỗ này. Ăn đi chứ Vy, bây giờ sao phải được. Ngồi còn không được rồi. À, đi đi. Nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Cái bia ăn được bao dẹp cái bia nhá. Nhớ. Sao vậy? Ăn không?
28 ăn tối buồn. Anh đi bên đây có sức. Thế thì em để đi lên nhà nằm trong cái mình thôi, thì ngủ được không? Ngủ bên đây nhé, để anh nhé. Đúng rồi. Đi nhà nghỉ. Nằm ra đây này, nằm bên gối đây. Đúng không ạ? Nằm chăn cho Bi nhé. Nằm đây, nằm đây. Chị lên ngủ cùng Bi nhé. Lên ngủ cùng Bi nhé. Đây. Nằm xuống đi, nằm xuống, nằm xuống. Nãy không ăn rồi. Thì nằm xuống nhé, nằm gối đi nhé. Đi ngủ đi. Ngồi lên mặt chị thế hả Vi? Vi Vi ơi, xuống đây đi. Vi, xuống đây đi. Không ngủ nữa hả? Đỡ ăn chưa? Đỡ mệt hơn chưa? Còn khó chịu không? Ừ. Còn mệt không? Đi. Thank you.
khỏe hơn rồi à Bi? Đỡ hơn rồi à? Chơi rồi. Đặt bụng đi. Ơi, vào đây. Nằm ra đây à? Nằm không? Nằm ra đây. Muốn nằm không? Ừ, nằm xuống, nằm xuống. Vẫn còn ngủ đi, ngủ đi. Ngủ tiếp đi. Thoải mái không? Chúng mình à? Bị uống nước không? Sẽ lấy nước cho bị uống nhé. Thôi, lấy nước để uống. Uống cái này cho khỏe nhé. Điện giải nè. Không uống hả? Ngon mà. Cái này dễ uống cực. Uống thêm đi, cái này mau, uống cho mau khỏi. Đây, cho nó lại sức nè. Xuống chị lấy đồ ăn cho ăn nhé. Bi đói không? Xuống chị lấy đồ ăn cho ăn nhé. Đây, đi kia xuống kiếm cái gì ăn. Nãy Bi chưa được nhiều đâu. Đấy không? Đi, chị bé. Đây. Đây, cầm ngựa rồi. Rồi lại. Ngon không? Đó, Bi ăn xoài đấy. Ngon không Bi? Ăn đi. Chị em đi canh cho Bi nhé.
Để chị lấy cái mút nhé. Đó, bắt đầu là con xài nữa. Cái bên đây bằng đây nha. Uống đi. Cắt thêm xoài cho Vi nha. Uống đi, nước cam ngon mà. Cam ngọt lắm. Để chị cắt thêm. Và Vi thích ăn xoài. Đây, ăn đi. Con sổ uống nước cam. Vi ăn rồi, Vi ăn giỏi ăn rồi đấy. Ăn được nhiều ăn rồi. Nửa quả xoài. Cố lên. Ăn cho mau khỏe. Ăn xong uống ly nước cam đi nữa nhé. Giỏi thế. Xong uống cái này nhé. Giỏi quá. Cố lên. Còn mấy miếng nữa thôi, cố nốt nhé, ăn nốt. Lên còn mấy miếng nữa thôi. Đấy, ăn nó đi. Ăn nó đi xong uống. Để uống nhá. Không biết không muốn ăn nữa thì bị uống nhá. Đấy chỉ cắt dễ nhá. Uống đi. Ăn nó đi. Chị giật khăn cho Vi. Cam ngọt mà. Ui. Đổi rồi, ngồi im đấy em. Chị lau cho Bi. Bi không uống nước cam à? Nè, uống đi. Nước cam ngon mà. Không thích à? Chị lấy nước lọc cho Bi uống nhé. Mẹ bị uống nước lọc nhé. Uống nước cam, uống nước lọc đi. Uống đi còn này. Còn này. Cắt cái đầu này đi nhé. Uống đi.
đi chơi đâu hả? Sao mày hả? Rồi mình đi chờ mua đu đủ về cho Bí này. Hôm qua thầy Bí ăn đu đủ ngon mà. Nhưng mà đu đủ chưa chín lắm. Bí thêm đu đủ à? Bí mua được mấy quả đu đủ nhá. Nhá, Bí đói nhá. Nhắn thi đấy nhỉ. Ta ăn đu đủ đi nhá. Ừ. Ăn cơm nhá, ăn đi cơm ăn đu đủ nhá. Rồi đâu lên nhá. Ba xuống lấy cơm mà đem xuống bún. Đi. Đấy, người ta đang đẹp ngủ thì ngủ ngon thế. Mọi người nhá, Bibi hôm qua ba bố đưa Bibi
đi khám mới thấy BB rất thèm ăn đu đủ, sống đu đủ ở trong nhà bà. Nên là bố hôm nay đi ra chợ tìm được 3 quả đu đủ mà chưa chín lắm. Nên thật là vui khi thấy BB. Ra để ba thử coi này, thử coi có ăn thật không nhỉ? Nè, để ba cắn nhỉ. Ăn nó cầm tay không cầm tay. Giỏi đấy nha. Đấy, đu đủ chưa chín lắm. Không mà cũng được. Giỏi, ngoan này, ngoan này. Thì giỏi đó nha. Mà đừng quá điện, đi ăn được cái này nó. Rồi, đi rồi. Giỏi quá nha. Giỏi quá nha. Ở đây làm giỏi chứ. Giỏi quá, đi giỏi quá nha. Ba đủ cho đi nè. 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 Giỏi đấy nè. Giỏi đấy. Rất là ngọt. Đi đây. Ngon đấy nhỉ. Đi hôm nay giỏi quá. Đi ăn được rồi. Đó. Bà cắt ra ta đó. Đu đủ này ngon hơn đu đủ ở bà quê không? Nó cầm tay đấy. Giỏi lắm, đi giỏi lắm. Giỏi thế nhỉ. Giỏi quá. Mọi người biết không, BB chúng ta là hôm nay bắt đầu có cảm giác thèm ăn trở lại rồi. Điều này thật là tuyệt vời. Bố rất vui mừng khi thấy BB ăn đạn trở lại bình thường. Thế là niềm vui không thể tả xiết. Đấy, ăn đi. Giỏi quá nhỉ. Giỏi quá. Ăn cái bát được chưa? Baru aja, sana. Enggak banyak. Enggak lah, enggak banyak. Karena ada tajir yang. Ăn chút miếng. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon luôn. Ngon quá nhỉ, ngon nhỉ. Nè, ngon thế nhỉ. Giỏi thế nhờ. Hơi BB nhá, BB giỏi lắm. Giỏi quá. Cắt.
chú đã nói rồi. Đẹp quá nhỉ. Chưa chín lắm nhưng mà rất là giòn và ngọt. Xoài bia ngon nhỉ. Biết cầm tay đấy, biết cầm tay đấy, ăn lìa đấy, ăn lìa đấy, ăn lìa cho sạch. Đó, nó cầm đấy. Đấy, đi lên đấy, ba lấy nhá. Bi ăn thế thôi nhá. Đấy, để bà lấy được điện giải cho Bi uống nhá. Để bà lấy được điện giải cho Bi uống nhá. Để bà lấy được điện giải cho Bi uống. Ngoan nhỉ. Hiện tại thì bố giờ BB đang bị đường ruột nên là bố chưa cho BB uống sữa, là có lý do đấy, là buồn chưa cho BB uống sữa là có lý do. Khi nào BB cảm thấy đường ruột ổn thì bố bắt đầu mới cho BB uống sữa. Uống sữa vào thì nó sẽ làm cho lên men thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của BB. Nên mấy ngày nay bố chưa cho BB uống sữa là thế đấy. Bi ăn đấy. Nhá, nó Bi uống hết đây đó. Ván đấy nhỉ. Ơ đừng đâu. Bi uống đi. Mấy hôm nào đi uống sữa, hôm nào khỏe khỏe uống sữa nhé. Uống đi. Uống đi uống. Ván nhỉ, ván này. Nãy vừa nghe nó rảo đấy hả? Hả?
Uống cái này tốt đấy. Thôi giữ được ruột đâu, đi uống. Ừ. Đừng đồ đó, uống đi. Đi uống đi. Ừ, sao? Ừ. Ngon lắm. Ừ. Nghe nhìn ngon đấy nhỉ. Ừ. Nghe ngon vậy à. Ừ. Nhìn bà cái này nhá. Bà ghẹp nhá. Ừ. Uống đi. Uống đi, uống đi. Đi qua đây, đi qua đây, uống đi. Này, muốn uống cái kia thế này á. Nào, con làm được. Sao vậy? Sao? Không thử cái này nào, không chừng lấy ra. Biểu nè, biểu nè, bà làm miếng. Miếng nè. Dạ. Đó rồi. Biểu một cái này thôi để ba lên men tiêu hóa nhá, một cái men tiêu hóa nhá, thì ba đấy, ra đây, đúng rồi, 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 đúng rồi. Đó, nó miếng lên, miếng lên. Đó, miếng lên, miếng lên, miếng lên, miếng lên, con miếng lên, miếng lên. Con một tím, con lên đây. Con miếng. Giỏi thế nha, giỏi thế nha. Giỏi thế. Hay con miếng đi. Nó đỡ quá rồi bạn ăn nó bây giờ bạn giờ bạn giờ bạn ăn nó nó làm một miếng con một tí này rồi hết rồi rồi mọi người chân này đi uống hết mừng gỏ men tiêu hóa này đấy đi uống cái này không uống gì đâu.
Chị rất là tận tình chăm sóc yêu quý, hiểu rõ được bệnh tình của Bibi. Nên là một lần cũng bố hay đưa Bibi đến cái cơ sở khám y tế đấy, các bác sĩ cũng đã rất là quen với hình ảnh của Bibi rồi, mọi người rất yêu quý Bibi. Thế thì qua đây thì bố cũng muốn làm một cái video tổng hợp để nói về mấy ngày Bibi từ khi phát hiện ra bệnh và đến lúc điều trị. Thì hy vọng mọi người xem video mọi người cảm thấy hình dung được hết cái bệnh của Bibi cũng như là cuộc sống hàng ngày Bibi cũng như một đứa trẻ thôi. Bibi chúng ta rất là đàng ngoan và rất là ngoan và cũng hàng ngày cũng bị các cái bệnh như trẻ con thôi, cũng như bệnh như những đứa trẻ con hàng ngày các con. Đấy, con đập vào. Vừa mới tắm xong đi đi vừa bơi, không đi bố cho đi đi ngủ thêm một tí, áo quần tí này đi kia kia mặc. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái tí đi.